pha bôi sát trùng, sản phẩm là an toàn, không gây độc hại đến con người và sức khỏe của vật nuôi nhé. Đây có nắp đong đây các bác nhá, có thể là 18 đến 20 lít cái bình phun thì các bác có thể là sử dụng cho em là hai cái nắp đong này nhá. Mỗi nắp đong này là 50C. Đây, một nắp này. Đây, hai nắp này. Đây các bác có thể nhìn thấy ở dưới này là rất là sánh và rất là mùi rất là thơm, mùi quế nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, rất là sánh đây. Và vua sát trùng nano bạc cái giải pháp để bảo vệ đàn vật nuôi trong cái thời gian mà heo lên giá rất là cao và dịch bệnh áp lực rất là mạnh các bác nhá. Các bác hãy sử dụng ngay cái sản phẩm nano bạc sát trùng này là sự lựa chọn hoàn hảo cho trang trại. Tiêu diệt virus vi khuẩn hoàn toàn trong và ngoài môi trường chăn nuôi các bác nhá. Thì đây hôm nay em sẽ tiến hành pha vua sát trùng, sản phẩm là an toàn, không gây độc hại đến con người và sức khỏe của vật nuôi nhá. Đây có nắp đong đây các bác nhá, có thể là 18 đến 20 lít cái bình phun thì các bác có thể là sử dụng cho em là hai cái nắp đong này nhá. Mỗi nắp đong này là 50C. Đây, một nắp này. Đây, hai nắp này. Đây các bác có thể nhìn thấy ở dưới này là rất là sánh và rất là mùi rất là thơm, mùi quế nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, rất là sánh đây. Mùi rất là sánh các bác nhá. Đấy, tan rất là nhanh. Thì bây giờ em sẽ tiến hành phun cái sản phẩm này là an toàn, không gây độc hại đến sức khỏe của con người cũng như sức khỏe của vật nuôi nhá. Các bác tiến hành phun. Trang trại này thì đang sử dụng cái bình phun tay thôi các bác nhá, không sao cả. Quan trọng là chúng ta bảo vệ cái sức khỏe của đàn vật nuôi là chính, còn các bác có thể là phun bằng bình điện hoặc là bình tay đều được, miễn sao là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là bảo vệ cái sức khỏe của đàn vật nuôi. Đây em sẽ tiến hành phun các bác nhá. Cái này thì các bác có thể là phun trực tiếp lên vật nuôi, chúng ta cũng không cần phải tránh những cái đàn vật nuôi gì cả. Đây chúng ta có thể là phun trực tiếp vào đàn vật nuôi, máng ăn máng uống các bác nhá. Đây chúng ta có thể phun hoàn toàn trực tiếp lên các cái máng ăn máng uống được này. Và cái nano bạc này thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào các những cái ngõ ngách ở trong cái nền chuồng, nên các bác cứ yên tâm nhá. Chúng ta phun, đây phun từ trong ra ngoài, đường đi lối lại này. Đấy. Nền chuồng chúng ta để phun trực tiếp lên con heo nái này. Đấy, chuồng nuôi hoàn toàn là yên tâm các bác nhá. Phun trên máng ăn máng uống, không vấn đề gì cả. Đấy. Đấy. Đàn heo thịt chúng ta phun trực tiếp lên. Cái sản phẩm này thì không gây độc hại nhé, không gây ảnh hưởng nếu con heo nhà các bác có thể là bị viêm da nổi mụn này hoặc là bị tiêu chảy, các bác có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt, đặc biệt là viêm vú, viêm tử cung nhé.